Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn Lời đầu tiên cho phép bên Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn gửi lời chúc sức khỏe và bình an Sáng ngày hôm nay bên em lại về được những cái sản phẩm của Kiwi Thứ nhất đó là dòng dại mã Kiwi K08 này Và những bộ binh sạc 3003 rất là chất lượng và hạt rất là lâu Và đốc sạc nhé, độc sạc để cho tất cả các bác sạc pin. Rồi và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết lần lượt những cái dòng sản phẩm sáng ngày hôm nay. Sáng nay thì bên em vừa cập bến được 50 bộ giải mã Kiwi K08 nhé. Dòng này thì bên em bán rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Đây là dòng sản phẩm của chúng ta. Bộ giải mã tín hiệu nhé. Dòng này thì nó có một số chức năng như thế này. Một số chức năng chuyển đổi tín hiệu âm thanh từ cổng Ditico, nhưng tức là cổng Cosia optical USB sang cổng analog với cổng âm thanh là cổng giờ cổng L hoặc cổng 3.5 hỗ trợ giải mã thì rất là lớn nhé tận 24 bit cho một âm thanh rất là sạch sẽ và rất là chi tiết tần số lên tận 23 sạc 44 48 sạc 96 kHz truyền tải âm thanh thì rất là sạch sẽ không có tạp âm đặc biệt dòng này nó kết nối Bluetooth 5.0 rất là xa và chế độ bluetooth rất là ổn định không có giật nha các bác đó chức năng là tăng giảm bát chép ở trên điều khiển luôn đây đây là một số chức năng của nó nhé và sản phẩm này là sản phẩm chính hãng của công ty kiwi sản phẩm chính hãng nhé và được bên em bảo hành cho tất cả các bác là một năm nhé một năm số lượng thì em về được tầm khoảng 50 con sản phẩm này thì bên em bán rất là nhiều trong thời gian vừa qua và đây là chi tiết dòng sản phẩm nhé. Khi mình bóc hộp ra, nó sẽ có một đầu giải mã như thế này. Thiết kế rất là nhỏ gọn nhé, rất là nhỏ gọn. Hai cọng này đều để mình cắm xuống vang hoặc xuống âm ly. Cọng giờ và cọng L này. Đường này là đường quang nhé. Cái này là mình về mình bắt Bluetooth nào nhé. Có một số bác thì khi mua về thì hỏi sao Bluetooth nó bắt không được sao. Và bên em hướng dẫn thì các bác lắp Bluetooth vào. Thì các bác bắt rất là xa, rất là ok nhé. Dòng này là mình phải bắt Bluetooth vào À em xin lỗi nhé Bắt anten vào Đây anten của nó đây nhé Bắt anten vào Để Bluetooth nó được bắt xa và khỏe hơn Tại vì dòng này Bluetooth 5.0 à Cái này là bóng chuyển đổi này Cái này mình chuyển đổi qua cổng Aux Cosia Và cổng Bluetooth Đó Đường USB luôn Đây là cái cục giải mã Nó rất là nhỏ gọn nhé Và đây là tem bảo hành này tem bảo hành tem bảy màu chính hãng của công ty nhé rồi và bây giờ em sẽ tiến hành đi vào trong băng ten các bác về lắp vào nhé bên trong là một sách hướng dẫn sử dụng này hướng dẫn sử dụng dây quang dây quang học dây nguồn dây nguồn này thì các bác có thể kết nối vào chỗ usb của tivi hoặc mình có thể lấy cốc sạc điện thoại mình cắm vào đó nguồn 5V và mót điều kiện từ xa hai nốt này là tăng giảm chép tăng giảm bát này đó bluetooth này tăng giảm âm lượng hoặc nốt đã tạm dừng phát cộng Osia đó mót điều kiện thì như vậy thôi đó một bộ hoàn chỉnh của nó là như vậy dòng này giá của nó cực kỳ là tốt nhé giá chỉ có 415 ngàn nhưng chắc chắn sẽ không làm các bác thất vọng nhé, không làm các bác thất vọng. Tại vì bên em bán rất là nhiều rồi và được tất cả các bác phản hồi cũng như là đánh giá chất âm của nó cực kỳ là hay. Rồi và tiếp theo bên em đi qua cái dòng pin sạc nhé, pin sạc. Pin này thì dung lượng của nó rất là lớn này, dung lượng 3 300 nhé. Hiện nay có một số bác đang sử dụng những những sử dụng những dòng pin sạc ở trên thị trường thường thường những dòng ở trên thị trường là những dòng trôi nổi nhé thứ nhất thì nó nhanh chai thứ hai thì nó sạc nó hay cháy nổ rất là nguy hiểm nên các bác nên lựa chọn những cái hàng hàng chính hãng hàng chuẩn như thế này nhé đây đó, kiwi kiwi này là công ty của việt nam nhưng mà hàng pin này thì nó cũng nhập của trung quốc về thôi nhưng mà hàng tuyển chọn hàng chất lượng nhé hàng chính hãng nhé đây made in china www.kiwi.vn Đây Pin sạc này thì 300 À em xin lỗi nhé 220 một vị 4 viên 220 ngàn một vị 4 viên Và khi các bác mua pin Thì các bác có thể mua đốc sạc luôn Cùng hạng nó sẽ xài nó bền hơn Đốc sạc này Đốc sạc này một lần nó thể Có thể sạc được 4 viên Mình có thể sạc được pin 2A, 3A 3A thì mình sạc ở chỗ này, đây. Khi mình sạc đầy thì nó sẽ chuyển màu nhé, chuyển màu đen. Trước khi mình cắm vào nó nó sẽ sáng ở đây. Sạc tầm khoảng 8 đến 10 tiếng nó sẽ đầy nhé các bác, 8 đến 10 tiếng nhé. Đó rất là chất lượng. Thời gian này gần tết rồi, chắc chắn nhu cầu của các bác mua những sản phẩm này cũng rất là nhiều. Bữa trước bên em có về và bên em bán rất là nhanh, này lại tiếp tục về thêm nhé. Đây. Rồi bác nào có nhu cầu muốn uh, mua sắm những sản phẩm này thì liên hệ cho em nhé Số điện thoại Zalo của em là 0969 569 157 nhé Zalo là 0962 182 185. Các bác xem căn thì uh, cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký căn nhé Rồi chào các bác hẹn các bác các video tiếp theo xin chào À em xin lỗi nhé Cái này em báo giá luôn Tóc sạc này là giá là 190.000. Ngàn. 190.000 ngàn nhé. Và pin sạc là 220 Bộ sản phẩm Kiwi Co 08 là 415.000. Rồi chào các bác. Hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.